Anh ơi, bây giờ mình đi đâu? Cứ bình tĩnh. Anh cả ơi, cho em nói một câu nhá. Nói đi. Không biết bao giờ thì anh em mình mới được ăn thịt gà ấy nhỉ? Đúng đấy ạ. Được rồi, phong thủy nơi đây là hợp lý đấy. Chú Vui. Dạ. Đi kiếm đất về đây. Vâng, em đi luôn ạ. Chú Vẻ. Dạ. Đi kiếm củi về đây cho anh. Dạ, luôn ạ. Dạ vâng ạ. Gà ô mãnh kê, mày đúng là dòng dõi quý tộc nhé. Hôm nay tao hóa kiếp cho mày nhé, để sau này làm chánh tổng với Nghị Hách nhé. Anh Mừng ơi, gà đây em bọc kỹ lắm rồi. Sao này ghê nhỉ? Kinh nghiệm đây 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 anh đặt nó lên. Cho thanh kia vào nữa em. Dạ đây ạ. Che cái đầu vào. Anh ơi, hả? Em nghe người ta nói thịt gà trọi ăn ngon như thịt hùm, nhưng mà em chưa được ăn bao giờ ạ. Anh Vui nói sai rồi. Nhưng mà em xin phép anh cả anh Vui cho em nói một câu. Em xin sửa lại câu của các cụ là thịt gà trọi phải ngon như là thịt chuột ý. Ngu. Thịt chuột mà đòi sánh với thịt gà trọi à? Chỉ có thịt hùm thôi anh Mừng nhỉ. Thôi. Hai chú không cãi nhau nữa. Này, thế anh hỏi hai chú nhá. Hai chú đã ăn thịt hùm bao giờ chưa? Bọn em chưa, chỉ nghe kể thôi ạ. Vâng, thế mà cũng nói. Thôi thế này. Dạ. Muốn biết ngon hay không ấy, cứ đợi 3 canh giờ nữa thì khắc biết. Yeah. Anh ơi, lâu thế cơ à? Nhưng mà em bảo này, lỡ mà ông bà Nghị mà biết ý, thì chết, em cứ sợ sợ thế nào ý. Chú đúng là lo xa. Nhưng mà yên tâm đi, anh đã lo đâu vào đấy cả rồi. Không liều ấy, thì làm sao mà có miếng thịt gà nhét vào mồm. Anh Mừng ơi, cho em nói một câu nhé. Nói đi. Dạ, anh em mình liều thì cũng đã liều rồi. Chết thì anh em mình cùng chết. Thế nhưng mà anh em mình ăn xong con gà này, nhớ để phần cho thầy cái đùi. Em đoán là cả đời thầy chưa được miếng thịt gà nào vào mồm đâu anh ạ. Đúng đấy anh ạ. Tốt. Thằng này có hiếu. Thôi, bây giờ anh em mình đi đánh một giấc đã. Tỉnh dậy rồi, tính tiếp. Vâng. Ngủ anh. Ngủ đã. Vâng. Đi. Chỗ nào ngủ bây giờ anh? Thôi, ngủ đây mà canh. Ngủ đây. Nằm đây mà canh. Gà chín thơm lắm rồi. Thơm lắm anh ơi. Ủa, gà chín à? Vâng. Từ từ. Dạ. Để anh. Rút. Em vâng lại rút củi. Bỏ đây ra. Rút củi. Bình tĩnh. Để anh. Đây. Ui dồi ôi, nó nứt ra này anh ạ. Ôi. Thường thích đi các em. Đừng lại. Quên à? Cái đùi gà này phải để cho thầy. Đúng không? Các chú ăn đi. Ui.
Anh. Để đây phần thầy. Còn anh em mình đây. Trường thương con quá. Anh ạ. Anh ạ. Mày mày cắn đi. Ôi ôi. Sao thịt gà nó lại ngon thế nhở? Ngon nhỉ? Sao thịt gà nó lại ngon thế nhở? Mùi vị thịt gà nó giống mùi vị gì? Như thịt hùm anh ạ. Không phải đâu. Em thấy á, thịt gà nó ngon như là thịt gà. Anh biết rồi. Nào bỏ ra. Hóa ra là giấc mơ chứ không phải là sự thật. Giá mà có cái đùi gà thật để mà ăn thì có chết cũng không ân hận. Vào đi, đi. Vào, nhanh. Chờ tí. Mà là đùi gà thật đấy rồi. Thầy ăn đi. Thầy ăn đi ạ. Này, thế sao các con lại về cả thế này? Dạ. Bị đuổi việc phải không? Dạ, không phải đâu ạ. Mà là chúng con đi làm việc cho ông bà Nghị. Chúng con tranh thủ qua thăm thầy thôi ạ. Thầy ăn đi ạ. Dạ, đúng rồi thầy ạ. Thầy ăn đi ạ. Dạ. Này. Cái đùi gà này chúng mày lấy đâu ra? Dạ thầy, con xin phép trả lời thầy ạ. Dạ, cái đùi gà này bọn con ăn dạ. Này, dạ. Mày là cái thằng ngoan nhất, đúng không? Tao hỏi thật mày, có đúng thế không? Dạ, thưa thầy, không phải là chúng con ăn cắp đâu ạ, mà là cái đùi gà này là ông bà Nghị bảo chúng con mang về để biếu thầy. Dạ mời thầy ăn đi ạ. Chắc là các con làm việc tốt cho nên ông bà thưởng phải không? Dạ vâng ạ. Thầy ăn đi thầy. Dạ con xin phép thầy cho con lấy cái miếng da gà dính ở trên mép thầy đi ạ. Cái thằng này á là chỉ được cái lễ phép. Đây. Thế công việc của ông bà các con đã làm xong chưa? Dạ thưa thầy, là chúng con làm xong rồi ạ. Chúng con qua thăm thầy, bây giờ đã đến lúc chúng con phải về nhà ông bà Nghị rồi ạ. Bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi. Dạ. Các con về đi, không kéo rồi là ông bà lại cuộn đấy. Vâng ạ. Con chào thầy, con đi ạ. Thầy ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, con xin phép thầy. Con đi đi. Dạ, thầy ơi. Thầy cứ ăn từ từ thôi thầy nhá. Không có xương gà nó sắc ấy mà hóc ấy là không cứu được đâu thầy nhá. Con xin phép thầy, con về đấy thầy ạ. Yên tâm đi. Dạ. Cuối cùng thì vẫn hưởng được lộc ba cái thằng này. Ô
Ồ, có chuyện gì mà thở kinh thế? Trời, chị chén nước. Mơ ơi, anh hướng lại đây mơ. Quạt hộ gái, quạt hộ gái. Quạt hứ, ngắt chưa? Ông bà đâu rồi? Ông bà hứ, ông bà trong nhà. Sao mà rót nước nóng thế? Con này, không có nước ngoài hứ. Ông bà ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Ông bà ơi, có chuyện rồi. Làm sao? Cái gì mà hốt hoảng thế? Có chuyện gì phải nói tao nghe xem nào. Có cái chuyện gì? Chuyện gì nói đi xem nào. Nói làm sao, nói làm sao? Hả? Ông bà cứ ngồi xuống. Ngồi đây thì nói đi. Ông bà phải hết sức bình tĩnh. Thì đang bình tĩnh đây. Ông bà không được xúc động. Con sẽ kể đầu đưa câu chuyện cho ông bà nghe. Nói đi. Nói đi, không tao phải lên cơn co giật bây giờ đây. Dạ, thưa ông, chuyện là như thế này ạ. Con gà Mãnh Kê nhà mình đúng là thuộc dòng dõi quý tộc ông ạ. Đúng rồi. Chính vì thế mà. Ôi trời. Làm sao mà được mày ấp áp búng thế nhỉ? Khổ quá. Bà phải bình tĩnh nghe con kể đã chứ. Đang bình tĩnh đây. Để yên đi nó kể. Con nó bảo là con gà Mãnh Kê nhà mình nó không làm sao. Phải không? Chờ gì cũng được. Ôi cái thằng mày lấy nước cho nó nhanh lên. Sao mày làm gì mà cái thở hồng hộc thế hả con? Nó mệt rồi, ôi nó chạy từ xa về đây, cứ để nó thở đã. Thôi được rồi, kể đi xem nào. Nóng quá, sốt ruột. Chuyện là như thế này bà. Con đang trên đường đưa con Mãnh Kê nhà mình sang nhà ông Chánh Tổng. Thì bỗng nhiên từ trên trời xuất hiện một con rồng bà. Ôi, từ sao nữa? Ôi trời ơi, con rồng to lắm, nó là con rồng khổng lồ. Ôi trời ơi, nó bay, nó lượn, nó bay, nó lượn, rồi nó xa một con. Ôi trời ơi, nó lao vào mặt con với một tốc độ như một mũi tên ông mày. Thế rồi. Rồi, nó ăn sống con Mãnh Kê nhà mình phải không? Khổ quá. Hả? Nó làm sao mà ăn thịt được con gà Mãnh Kê? Khi mà còn có con và em con ở đây. Tao quên mất mày có tài thu phục ngoài rừng đấy. Đấy, rồi sao nữa nào? Ông bà cứ bình tĩnh. Rồi thế này, trong lúc nguy cấp nhất, con không còn cách nào khác. Chỉ còn biết là lấy thân mình che chở cho chú Mãnh Kê. Tốt. Không để con rồng nó phun lửa thiêu chết. Tốt. Rồi. Nhưng mà ông ơi. Nhưng mà cái gì nhưng mà nó vẫn thiêu sống con ô nhà mình đúng không? Khổ quá. Bà cứ xúc động ấy. Bà phải bình tĩnh nghe con kể chứ. Thế đang bình tĩnh gì nữa? Mình kể tiếp đi sao? Cho chị chén nước. Thằng này, mày ăn cái gì mà mầm suốt ngày uống nước là sao thì không biết. Nó mệt, nó mệt. Nãy giờ mấy chén nước rồi, sao tiếp tục sao? Bà phải thông cảm chứ, con chạy từ ngoài kia vào đây, không kịp thở để gọi ông bà. Nói tiếp đi. Con vừa kể đến đâu ấy? Mày kể đến cái chỗ mà che chở cho Mãnh Kê nhà mình rồi. À rồi, thôi biệt thế này, con không kể dài dòng nữa. Con mời luôn ông bà ra chỗ rồng phun lửa. Bởi vì thằng Vui thằng Vẻ nó đang chiến đấu kiên cường ngoài đấy. Con sợ là nó cầm cự không được lâu. Cho nên là con phải chạy một mạch về đây để gọi ông bà ra cứu viện đi chứ. Thế sao mày không mang con Mãnh Kê về cho ông? Mày lại đi người không thì mày giết ông được còn gì nữa. Ôi ông ơi, ông không biết nhá. Sao? Con Mãnh Kê nhà mình nó thuộc dòng dõi quý tộc. Nó oai phong lẫm liệt lắm ông ạ. Đúng. Ông biết không, lúc nó nhìn thấy con rồng nhá, nó vươn vai như thế này, nó vỗ cánh như thế này, rồi nó đá vào mặt con rồng như này này ông này. Ôi trời ơi. Trời ơi. Chắc là thịt mất con gà, cho nên dở trò để lừa gạt thấy mẹ ta chứ gì. Thôi được rồi, để xem như thế nào. Mày chết mày! Làm thế nào bây giờ?
như thế này được. Không thể con mãnh kê nhà mình lại bị con rồng ăn thịt được. Mà thế này mà ông Chánh Tổng mà biết thì ăn nói thế nào đây cơ chứ. Mà tự nhiên cái con rồng nó lại xuất hiện cơ chứ. Dạ, thưa ông bà đừng quá đau buồn ạ. Để con và anh cả cùng đi chiến đấu rồi mang xác con rồng về ạ. Thế cơ á? Thế thì hai em nhà ngươi đi luôn đi. Mà nhớ nhá, không mang được xác con rồng về ấy, thì đừng có mà về nhà nữa. Cô Nguyệt ơi, xin phép cô Nguyệt cho tôi nói một câu có được không ạ? Nói đi. Dạ, con rồng ấy nó to, nó khỏe lắm. Nó phải bằng 10 con voi rừng ấy. Sức người như anh em chúng tôi làm sao mà bắt được con rồng đấy ạ? À? Dạ, thưa ông bà và cô, con có ý kiến như thế này ạ? Hay là mình cứ cúng tiến con mãnh kê nhà mình cho con rồng? Không bây giờ nó tức giận lên, nó ăn thịt cả cái làng này đấy ạ? Hoang đường, làm gì có chuyện có con rồng xuất hiện ở đây? Này nhá, các anh lừa gạt được thầy mẹ tôi thôi, chứ còn lâu mới lừa được tôi. Nếu như mà cô Nguyệt nhà ta không sợ nhá, thì lát nữa mời cô theo anh em chúng tôi đi bắt con rồng. Đúng rồi. Mà bà ơi, lúc nãy nhá, trong lúc giao chiến với con rồng ấy, con có nghe con rồng nó gọi tên cô Nguyệt như mình ấy. Gọi tên? Gọi thế nào? Nó gọi như thế nào? Dạ, Nguyệt Nguyệt Phi ạ. Đấy, nó gọi là Nguyệt Nguyệt Phi Phi Phi. Bà ơi, có khi là con rồng nó lại thích cô Nguyệt như mình ấy. Rồi ôi, nhá, đưa cô Nguyệt vào trong phòng. Không có bắt rồng bắt rắn gì nữa nhá. Trời ơi, tôi chết rồi. Bây giờ làm sao mà ăn nói với ông Chánh được nhá. Thôi bây giờ thế này. Tất cả mọi việc để tôi tính. Bây giờ nhá, việc ai người ấy làm, nhớ chưa? Nghe tao dặn đây. Nếu ông Chánh có đến nhá, tao cấm chỉ không được đứa nào bép xép rằng thì là con kê nhà mình bị con rồng ăn thịt. Đúng. Nhớ chưa? Dạ. Đứa nào mà bép xép thì chết đi bà. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Tao mà nghe thấy đứa nào bép xép thì chết đi bà nhá. Dạ. Còn mọi việc để bà tính. Dạ. Còn tính như thế nào rồi bà sẽ nói. Dạ. Thôi, giải tán. Dạ, mời cô ạ. Mệt quá rồi. Chúng mày bóp mạnh vào cho ông xem nào. Đấy lại tăng sông rồi đấy. Ôi giời ơi, thôi dìu ông vào trong nhà đi. Tao nhìn thấy tao não hết cả ruột gan rồi. Dìu luôn vào nhanh lên. Đưa đây. Ôi giời ơi, thôi đưa một tay. Nào dìu cẩn thận vào, không có để ngã bây giờ. Tay. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Kéo cứu vừa thôi. Sống mũi chả rắn. Ôi giời ôi. Dạ, con lạy bà. Dạ, con xin bà tha tội cho anh em chúng con. Ôi, đứng đây là cái gì? Ôi, con lạy ông ạ. Dạ, con lạy bà. Lạy bà, con xin bà tha tội cho anh em chúng con. Thôi, thôi em đi. Nha. Liệu hồn đấy. Cả ba chúng mày đáng tội. Chết! Ông ơi, con xin ông tha tội cho chúng con. Bỏ ra! Bỏ ra! Làm cái gì đây? Ừ. Ông bình tĩnh đi nhá, để tôi giải quyết. Tôi đang sốt hết cả ruột đây này. Bây giờ tôi nói cho ông biết nhé. Ông Chánh Tổng ông ở nhà mà ông ấy mong mãi mà không thấy vợ chồng mình mang gà sang. Ông lại đặt vấn đề rằng là thịt vợ chồng mình ki bo không cho ông mượn gà đặt mái. Nhớ ông lại coi như là thù hận vợ chồng mình ra. Tôi cũng đang đau đầu lắm. Thôi ông để yên tôi giải quyết nào. Bây giờ tôi nói cho ông nghe nhá. Ông Chánh Tổng nếu mà ông thấy không thấy vợ chồng mình mang gà sang, ông lại nghĩ rằng là vợ chồng mình ki bo không cho ông mượn gà để đặt mái. Thế ông lại thù hận vợ chồng mình thì chết à? Tôi cũng đang đau đầu lắm. Hay là mình cứ nói là gà nó mắc thóc, nó chết. Giời ơi, ông buồn cười thật đấy. Ông ấy có phải là trẻ con đâu mà nói như thế được. Ba thằng này, dạ. Cởi áo ra. Cởi ra làm gì hả ba? Cởi ra áo ra giả bà, còn chưa? Ba cho áo con rồi, ba nó đòi nghe. Cởi! Dạ, con cởi ra. Ba nói rồi, phải cởi ra, làm dạ, nhanh ba. Lên. Hôm nay quát mạnh lên. Ôi giời. Dạ, thưa ông, thưa bà. Nếu như ông bà không ngại thì xin phép ông bà cho con được sang nhà ông Chánh Tổng để con rước chị gà mái đấy về đây cho ở nhà ta 3-4 ngày cho đạp mái, sau đó con lại rước chị gà mái trả lại cho ông Chánh Tổng. Dạ, làm như thế có phải là vẹn cả đôi bờ không ạ? Đúng đấy bà. Cái gì dạ đấy? Đúng ạ. Nó nói có lý đấy, bà thấy thế nào? Ê, được thì cũng được. Thế nhưng mà
Lỡ mai sau đẻ ra nó không giống thì sao? Ôi trời ơi, bà ơi, bà lo gì hả bà? Con gà trọi nào cũng giống con gà trọi nào ạ. À. Cho nên là bà cứ cho con gà mái ấy đạp với cả một con gà ô. Sau này khi nó đẻ ra kiểu gì nó cũng giống con gà ô bà. Bà ơi, đừng đấy bà. Bà ơi, đến người không hóa tóc nữa. Đẻ ra người này cũng chẳng hóa tóc bà. Ôi thằng này không dạ. Thằng này láo. Mày định đi sổ lá ông đấy hả? Dạ, dạ thưa bà, dạ thưa bà, con nói như thế, bà thấy sao ạ? À? Này, bà cứ tưởng mày chỉ biết mỗi cái việc xay lúa với cả giá gạo thế chứ. Ai ngờ thì thông minh phết thế chứ nhỉ? Dạ, bà, quá thôi được rồi, bây giờ bà bàn với ba đứa nhá. Dạ. Ba con lại sang nhà ông Chánh Tổng. Xin phép với ông ấy cho rước cô gà mái về đây cho nó đạm cho nó trúng. Thôi đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Con đi luôn ạ. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Này này, cái thằng ấy nhìn thấy mà nó khôn đáo đẻ đấy ông nhỉ. May quá. Thoát được cái đoạn này đấy bà. May quá đấy. Thế là vợ chồng mình thoát được kiếp nạn này rồi đấy. Đi nhanh lên cẩn chưa. Này. Cô Nguyệt. Có chuyện gì thế cô Nguyệt? Này nhá. Các anh mà đi mượn con gà mái thì phải nhớ tránh cái lưới hang rồng dây. Kẻo con rồng ấy lại bay ra ăn thịt mất con gà của ông Chánh Tổng đấy. Cô Nguyệt này, cô cứ yên tâm. Nếu như con rồng ấy bay ra thì tôi sẽ bắt luôn con rồng đấy làm thú nuôi cho nàng nhá. Nàng nào? Này nhá, tôi không đùa với các anh đâu. Các anh mà giở trò với thầy mẹ tôi là tôi về tôi mách thầy mẹ tôi chứ. Này, nàng cứ yên tâm, đã có tôi đây rồi. Những chuyện bí mật không nên nói ra nhé. Cẩn thận, trơn lắm đấy anh ạ. Hai anh ơi, em xin phép nói một câu nhé. Anh em mình nghỉ một tí đi, chứ mệt lắm rồi. Chóng hết cả mặt. Anh ơi, em nhìn con gà này, nó ngon vừa miếng đấy ạ. Hôm nọ ấy em ăn vẫn còn thèm. Anh vui điên à? Cái đồ tham ăn. Anh em mình có thèm ấy thì cũng phải nén ở trong lòng chứ. Bây giờ chẳng lẽ anh em mình lại thịt nốt con gà mái tơ này về ăn nói với ông bà thế nào? Anh cả nhỉ, nhịn đi nhá. Kể ra ấy thì cũng không nên làm như thế, nhưng mà đã lỡ rồi kệ nó đi, đến đâu thì đến, làm thêm lần nữa cùng lắm là mình lại nghĩ cách, đúng không? Mình lại nghĩ cách. Đi đào đất đi. Ôi ôi, lại dòng dõi quý tộc à? Này, hôm nay anh hóa kiếp cho mày nhá, kiếp sau mày làm bà Chánh, bà Nghị nha. Anh nào cũng được. Ngày nào cũng có gà ăn thì chúng phải biết. Anh ơi, ngày nào cũng được như này thì nhất. Ngồi đi làm gì? Đưa cô vào trong nhà, khóa trái cửa lại thằng trước. Bất thình lình xuất hiện nào. Ôi trời ơi, nó ngoại nguyên nàng gà vào trong mồm rồi bay hút lên trên cao. Yeah.
cuốn hỏng cửa hỏng ai. Dạ thế ạ. Dạ ôi trời ơi. Dạ ôi trời ơi. Dạ con đồ ơi, đang tránh đồng ạ. Ăn đi, ăn đi. Con gà mái nhà ông Thánh Tổng bị con gà ô nhà ông con nó đạp mái chết rồi ạ. Chết rồi. Ông ăn xong chưa? Ê, cho anh em chúng tôi xin miếng. Thèm hả? Này nhá, các anh ấy miếng ngon mà chỉ biết ăn một mình thôi. Mà công nhận đi, món này ngon thật đấy. Ê, cô Nguyệt ơi, ê, cho tôi hỏi cô là cô đang ăn cái gì đấy? Ê, cho thằng tôi... phu dưới như đầy đây, mẹ mà bà đây. Ai cho đấy? Ai cho? Tôi là tôi biết tổng các anh rồi nhá. Nhưng mà chẳng qua là tôi thương các anh em nhà anh, cho nên tôi mới để xem như thế nào thôi. Mà này, công nhận trò này vui thật đấy. Vui thật đấy. Cô Nguyệt này, cô không nói chuyện này với ông bà Nghị chứ? Cô đừng nói chuyện này ra nhá. Nhớ cô nhá, đừng có nói đúng nhá. Rồi. Còn phải xem thái độ các anh như thế nào đã. Ngoan lắm. Ngoan à. Vui thì tôi không nói, còn không vui thì... Mà các anh biết tội ăn gà cưng của ông Chánh Tổng là tội nặng như thế nào rồi đấy. Anh ơi, cô Nguyệt này, cô cứ đùa. Tôi biết là cô sẽ không nói chuyện này với ông bà Nghị đâu. Bởi vì... Vì sao? Vì sao ấy, thì cô là người hiểu nhất. Tôi hứa là sẽ không nói chuyện đó ra với ai đâu. Này... Nhá. Các em... Dạ. Thưởng thức thôi. Ngon anh nhỉ? Anh nhỉ? Con gà mái của ông Chánh Tổng không đua kém thì con mánh ca của ông Nghị. Ngày nào cũng được. Ăn đi, ăn đi. Ngồi ăn đi. Về rồi. Về rồi. Đúng là cái đồ đáng ghét. Trông kìa.
sao mình cứ thấy kỳ kỳ ấy? Hay là... xấu hổ quá. Thôi, im hết đi. Đấy. Ông làm sao đi? Ông kia lau mặt cho ông. Chúng mày hại tao rồi. Ông bình tĩnh thế nào? Ôi, bây giờ chúng mày bảo làm sao đây? Tao biết ăn nói thế nào với ông Chánh Tổng đây? Thế không có lẽ bảo là con rồng lửa nó ăn chết gà? Ôi trời ơi, tao nói chúng mày rồi. Nhưng bây giờ nó lâu ngày nó đã thành tinh thành quái rồi. Dạ vâng thưa ông thưa bà, là đúng như thế ạ. Con cũng không thể tưởng tượng được tại sao con rồng này nó lại tinh tường đến như thế ạ. Lúc con đi tay không qua cửa hang thì con rồng nó không hề xuất hiện ạ. Nhưng khi quay trở về, con bế nàng gà trong lòng thì bỗng nhiên con rồng nó bất thình lình xuất hiện ạ. Ôi trời ơi, nó ngoạ chuẩn nàng gà bay vù lên trên và phun lửa phì làm chúng con tém hết cả tóc. Dạ thưa ông bà, dạ đúng như thế. Trời ơi, bây giờ biết ăn nói thế nào với ông Chánh Tổng đây? Mà chúng mày nhá, cứ liệu hồn đấy nhá, ba đứa nhá chuẩn bị chịu tội thay nhá. Thưa cha thưa mẹ, đúng là con rồng nó xuất hiện ăn thịt con gà đấy ạ. À. Con còn nhìn thấy mà, may mà có anh ấy xuất hiện, không thì con không về được đến nhà đâu ạ. Biết rồi, không phải nói nhiều, mà biết nó là rồng lửa rồi vẫn trốn đi chơi được. À, ba cái thằng này, bây giờ nhá, đưa con vào trong nhà, khóa chạy cửa lại nhá, chứ không coi chứ cẩn thận, nhớ chưa? Rút tôi vào. Nếu như tôi mà thấy cô đi chơi một lần nữa, cô đừng có trách với tôi nhá. Ba cái thằng này, nếu như cô mà trốn đi chơi, ta đuổi việc luôn cả ba đứa chúng mày luôn. Con xin lỗi. Ôi giời ơi, thế bây giờ ông tính thế nào đây? Thế còn tính cái gì nữa? Bây giờ cứ nói là cô nhà mình lâu ngày nó không được gặp mái, bây giờ nó vớ được con này, nó làm quá sức thì con mái chết thì có cái gì đâu. Này, ông nói cũng có lý đi nhỉ. Trời ơi, còn gì nữa? Rồi sao nữa? Còn sao cái gì, bây giờ là mời lão sang đây, tôi dọn mâm cơm cho lão đánh chén, thế là hòa cả làng. Này, không ngờ hôm nay ông lại thông minh nhỉ. Thằng vui, mày sang ngay nhà ông Chánh Tổng, nói với ông Chánh Tổng rằng là trưa mai ông bà nghị cháu, mời ông sang nhà ông bà cháu đánh chén. Dạ dạ rồi. Con biết rồi, con đi ạ. Đi, nhanh đi thằng trước, nhanh lên. Hai thằng kia. Dạ. Con đứa ngồi đây làm gì nữa? Đưa cô vào trong buồng. À, dạ. Thưa cha mẹ, con vào phòng ạ. Đi vào đi. Vào phòng rồi. Không đi chơi nữa đấy. Ai ôi, ai. Này, cô Nguyệt, tôi xin phép hỏi cô một câu nhá. Hỏi đi. Cô định trốn đi đâu ấy? Trốn đi đâu mà trốn? Cô không trốn gì? Thôi được rồi. Tôi đứng đây tôi canh ý. Cô đừng nghĩ đến việc trốn khỏi tôi. Tôi chỉ giả vờ ngủ thôi. Đến đây làm gì? Này, định trốn đi đâu ấy? Hả? Trốn cái gì mà trốn? Anh Mừng, sao anh lại ở đây? Đi chỗ khác chơi. Đi. Em phải đứng đây em canh. Anh cái gì? Đi ra mà canh con Mận đi. Không thằng Vương nó cướp vào đây. Thật hả anh? Em nhờ anh một việc được không? Nói đi. Anh cầm lấy cái gậy này. Anh đứng đây anh canh cô Nguyệt cho em. Em chạy ra ngoài em canh cô Mận. Ừ.
Mận ạ. Xin phép cô Mận cho tôi quét hộ cô Mận nhé. Anh về quét hơn hộ Mận thật á. Gì? Cho mình cảm ơn nhé. Anh mừng mà cũng biết nói cảm ơn cơ đấy. Biết chứ, hôm nay mà không có Nguyệt ý thì mừng không biết nói thế nào để ông bà tin được. Tại vì tôi cũng được ăn thịt gà cho nên muốn san sẻ trách nhiệm với các anh nhà anh. Nguyệt. Anh liều thế. Tôi vốn có máu liều mà. Mà Nguyệt này, nếu như... Nếu như làm sao? Nếu như tôi muốn... Anh muốn gì? Thì làm rể ông bà Nghị chứ sao nữa. Nguyệt có đồng ý không? Nguyệt. Anh hỏi lạ thế. Cái đấy anh phải hỏi thầy U tôi chứ. Tôi là phận gái, làm sao mà biết được. Được rồi, chắc chắn tôi sẽ có cách. Chắc chắn tôi sẽ lấy Nguyệt về làm vợ. Nguyệt đợi tôi nhé. Cái đấy phải để anh. Anh gì nó. Anh quá thân hả Mận thật. Này, nhé. Này, gì thế? Có thích Mận anh mừng không? Chẳng sợ nha. Được rồi. Ông bà Nghĩa ơi. Thằng điên. Người không nhau nghĩa. Dạ vâng ạ. Trời ơi, mà ông mà biết thế, ông chỉ có thuê người hầu nữ thôi. Đẹp quá, xinh quá. Trời ơi, này ông bảo này, thế ông Nghị có nhà không? Có ạ. Có, xinh quá. Muối ơi, đừng vậy. Này, ông bảo này, thế có thích sang nhà ông làm người hầu nhà ông không? Này, ông bảo này, sang nhà ông chỉ ăn sung mặc sướng, không phải làm gì hết. Bỏ ấy trời ơi. Cái đấy để tính sau ạ. Cháu con ông bà. Này ông bà hả? Ông ơi, con nói thật cho ông nhá. Ông ấy mà cứ cái kiểu thấy gái mà mắt cứ sáng lên xong là sán vào ấy. May mỏ nó không tát cho là may ấy. Tát cái mày. Mày á? Ông bà. Ông cứ thuê hầu nữ đi. Trời ơi. Nhanh lên. Đấy, cứ thuê hầu nữ đi cho nó cõng. Nhanh lên. Ông cứ bình tĩnh. Ông nặng thế cơ mà. Đồ ăn hại. Hạ kiệu. Ông ơi, bà ơi, ông Chánh Tổng đến. À, sao? Ôi, dạ quý hóa quá à, dạ chào ông Chánh Tổng à. Dạ, mời ông vào trong nhà. Dạ, cỗ bàn đã sắp sẵn rồi đấy à. Dạ. Bà Nghị đó à. Dạ, vâng ạ. Ôi giời, chuyện vẽ. Tôi thì ăn uống được gì mấy mà. Dạ. Này. Dạ. Bà Nghị ơi. Thế con gà mái nó đã đập mái chưa? Dạ mời ông cứ vào trong nhà. Con gà nó đang sung sướng ở trong lồng ngoài kia. Dạ ông cứ vào trong nhà. Gỗ bàn xong ta nói chuyện gà xong à. Dạ mời ông vào đây ạ. Dạ. Lại. Dạ. Mày cứ về đi. Lúc nào cần ông sẽ gọi nhá. Ông ơi con bảo. Ông cố giữ gìn long thể nhá. Dạ. Ông uống ít rượu thôi. Dạ, mời ông vào đây ạ. Dạ, ông vào đây ạ. Này,
dạ. Người ăn đấy. Dạ vâng ạ, dạ biết thế ạ. Hai cái đứa này đi phòng lấy rượu băng ra đây không có làm gì đâu. Dạ, mời ông vào đây ạ. Dạ, dạ ông đi nhận cẩn thận ạ. Dạ, dạ, dạ mời ông vào ạ. Dạ, mời ông ạ. Dạ, mời ông ạ. Mời ông Tránh ạ. Mời ông Tránh ạ. Dạ, xin mời ông ngồi ạ. Hay rồi đây. Ôi xa. Dạ, dạ, dạ. Đỡ, đỡ, đỡ. Dạ, dạ, dạ. Dạ mấy khi ông Tránh sang chơi, vợ chồng tôi là có chén rượu nhạt ạ. Dạ dạ xin mời ông đi ạ. Dạ. Dạ dạ vâng. Mời ông vào đây. Dạ. Ông Hùng Nghị cứ khách sáo. Dạ, dạ. Mời người ta sang chơi để còn phải dạ. Bày vẽ. Ấy, đâu, chúng tôi đâu dám. Gà. Dạ, 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 gà đấy ạ. Vâng. Ngon đấy. Ừ. Dạ vâng, chân ngon ạ. Vâng. Ông có thấy đấy ạ, đây lộn lộn. Nhưng mà thiếu. Sao sao bảo ông Tránh thiếu gì ạ? Thiếu cái ôi tụi chết. Mặt con mơ đâu? Mang rượu lên đây nhanh như khẩn trương. Chúc mày đâu? Dạ ông biết. Chết đòn bây giờ đấy. Dạ. Mang rượu vào đây. Thế phải chứ ông bà Nghị. Giỏi ơi, giỏi ơi. Người hầu kẻ ở nhà ông bà chơi chơi đâu đây. Mà tôi bảo này, mấy hôm nữa ông bà cho tôi mượn mấy cô người hầu sang nhà tôi chơi mấy hôm nhá. Dạ, ông Tránh cứ quá lời ạ. Dạ chứ nhà ông thì thiếu gì kẻ hầu người hạ ạ. Mấy cái đứa này tuổi gì mà sang ông chơi. Dạ mời ông Tránh ạ. Dạ thưa ông, các cụ ta thường nói là tiền khách cậu chủ đấy ạ. Mời ông ạ. Đúng là mời ông ạ. Dạ dạ thưa ông Tránh, dạ 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 cái này là cái phao câu ạ. Dạ đúng rồi ạ. Phao câu đi ạ. Phao câu đi ạ. Ông Tránh ạ. Mời ông ạ. Dạ mời ông ạ. Tiền chủ hậu khách. Mời ông ạ. Ơi, thưa ông, cái này là thưa ông là phải tiền khách cậu chủ nha. À, đúng rồi ạ, mời ông ạ. Tôi mời ông. Ấy, xin mời ông ạ. Dạ, thôi mời ông ạ, dạ. Này, mà ông bà về vườn lâu lắm rồi, mà gia đình vẫn dư giả nhỉ? Dạ, ông Tránh cứ quá khen chứ, nhà chúng tôi có cái gì đâu ạ, toàn ngô với khoai sắn thôi ạ. Dạ là thưa ông Tránh, có bao nhiêu của quý thì chúng tôi đã biếu hết quan trên rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thưa ông Tránh, trong gia đình tôi tài sản quý giá nhất bây giờ chỉ có mỗi con gà ô. Lo làm sao? Dạ thưa ông Cánh, dạ nó đang đặt mái ở ngoài kia với con gà mái nhà ông đi ạ. Dạ. Thế thì tốt rồi, ăn đi ăn đi. Dạ, mời ông đi ạ. Ông bà ơi, trời ơi, ông bà ơi, dạ thưa ông bà, dạ có chuyện rồi ạ. Cái gì? Có chuyện rồi ạ. Chuyện gì thì nói sao? Dạ thưa ông bà, con ô nhà mình nó lâu không được đạp mái, hôm nay nó được đạp cho nên nó đạp mạnh quá, cho nên nó làm sao nói đi. Dạ thưa bà, nó đạp chết con gà mái nhà ông Tránh Tổng rồi ạ. Mày nói chết đi. Dạ thưa ông là con ô của ông bà con đạp chết con gà mái nhà ông rồi ạ. À? Ông dạ ông Tránh bình tĩnh à. Đỡ ông Tránh. Dạ thưa ông bình tĩnh. Rồi. Dạ. Ông ơi, chị đi ông ơi. Dạ ông bình tĩnh à. Dạ ông bình tĩnh à. Quạt mạnh cho ông đi. Ông bà nhá. Con gà mái của tôi nhá là dòng dõi quý tộc nhá. Dạ vâng. Nó mà chết nhá thì ông bà phải bồi thường nhá. Không là nhá, tôi đã giết
quá lớn luôn. Dạ thưa ông. Ông dạ. Tránh ơi dạ. Ông xin ông Tránh. Ông dạ. Tránh cứ là cô bình tĩnh cho. Dạ ông hết sức bình tĩnh đi ạ. À. Dạ ông bình tĩnh cho ạ. À. Dạ thưa ông, như ông thấy đấy, vợ chồng tôi với lại ông đang ngồi ăn ở đây. Dạ. Ở ngoài kia con gà nó đạp mái. Dạ. Chẳng qua là nó có quá sức nên là nó có lăn ra chết thôi, mà cũng tại chúng nó chứ không phải tại vợ chồng tôi đâu ạ. À. Này nhá, tôi nói với ông bà biết nhá. Ông bà kêu là không liên quan nhá. Tại con gà chống nhà ông bà nhá, hành hạ con gà mái nhá tôi nhá, thì nó mới chết nhá. Đấy, đấy, ông ơi, thôi, ông chỗ, xin ông bớt bớt nóng cho. Xin ông bớt giận đi ạ. Dạ. Mà, tôi không tin ông bà nữa. Tôi ra xem tận mắt em làm sao. Hai cái đứa này đi theo ông ngay, khẩn trương nhanh lên. Ông bà cứ ngồi đấy nhá. Dạ vâng. Dạ. Cứ nhanh theo ông xem nào. Nhanh lên. Chết rồi chứ theo. Thôi chết rồi. Hả? Bây giờ làm thế nào được nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Tôi chết rồi. Dạ thưa ông bà. Chết. Chuyện đã đến nước này rồi ạ. Nếu như mà ông Tránh Tổng cũng biết được chuyện nhá. Thì cả nhà mình phải chịu tội đấy ạ. Rồi thôi đấy. Dạ thưa dạ, ông bà. Con có một cách ạ. Cách gì? Mày nói nghe xem nào. Dạ. Cách gì? Dạ thưa ông bà. Nếu như con hóa giải được chuyện này thì làm sao? Nói nhanh đi. Thì ngoài thì sao? Thì ông bà phải gả em Nguyệt cho con ạ. À. Cái gì? Gả con Nguyệt á? Dạ vâng. Ôi ơi. Này, mày có mơ không đấy? Mà hay là mày thích con Mơ với con Mận? Hả? Nếu thích chúng nó, bà cho không? Không. Hả? Con thích em Nguyệt ạ. À. Thích con Nguyệt á? Dạ vâng. Ôi giời, cái thằng này mày có thần kinh không đấy hả? Mày có ngộ không? Mày có điên không? Ôi trời ơi. Nếu như ông bà không thích ý, thì thôi, con đi. Ô, hay cái thằng này, từ từ đấy nào. Bây giờ, tao sẽ quyết định như thế này. Nếu mày hóa giải được chuyện này, tao sẽ cho không mày con Nguyệt. Không được. Này, ông này, đến lúc này ông còn không biết mình có cái gì nữa, nhá. Bà nhắc lại cho con nghe ạ. À? Tao nói cho mày lần nữa, nếu mày hóa giải được chuyện này, tao sẽ cho không mày con Nguyệt. Dạ vâng ạ. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Con Nguyệt nó phải đồng ý lấy mày. Lời của bà nói có trời đất chứng giám. Bà phải giữ lời hứa nhá. Nếu như con hóa giải được việc này, bà sẽ gả em Nguyệt cho con, đúng không ạ? Tao hứa, tao sợ gì mà không hứa. Ôi ơi, thế thì hay quá, ngon quá. Con đi đây ạ. Nguyệt ơi. Nguyệt ơi. Chết anh nhá. Ông Tránh Tổng mà phát hiện ra lánh chết tôi đấy. Nguyệt đừng lo, tôi đã có cách rồi. Nguyệt ơi, ông bà đã đồng ý cho tôi lấy Nguyệt về làm vợ rồi. Nguyệt đồng ý về làm vợ tôi nhá. Sao lại đồng ý? Tôi đã đồng ý đâu. Nếu Nguyệt không tin ý thì Nguyệt đến hỏi ông bà đi. Nguyệt không đồng ý lấy tôi thì Nguyệt sẽ bị ông Tránh Tổng bắt về làm vợ đấy. Cái gì? Có chết tôi cũng không làm vợ ông ấy đâu nhá. Nguyệt đừng lo. Vậy thì Nguyệt phải nghe theo lời của tôi. Ngồi xuống đây nha. Nhưng mà cái gì? Tôi ngại. Nếu Nguyệt không làm theo lời của tôi thì cả nhà mình khó tránh khỏi tội là giết gà nhà ông Tránh Tổng. Ông ấy sẽ kiện lên tận quan huyện đấy. Nguyệt hãy làm theo lời của tôi. Nguyệt phải tin tôi chứ nhá. Đi. Cục tác. Cục tác. Cục tác. Dạ, con xin phép được chào ông Tránh Tổng ạ. Miễn chào. Dạ. Mày có thấy con gà mái ông đang đạp mái ở đâu không? Dạ, bẩm ông, chuồng gà phía đằng kia ạ. Ông cứ đi ra đằng đấy từ từ và cẩn thận, ông sẽ nhìn thấy con gà mái của ông nó đang đạp ở trong đấy ạ. Cha mày, mày dám lừa ông à? Ông nghe nói con gà mái của ông
đã quá sức mà chết. Dạ, dạ bẩm ông, con nào dám lừa ông ạ? Dạ, ông không tin lời con thì ông cứ đi ra đằng đấy, ông sẽ nhìn thấy ngay ạ. Thật chứ? Dạ vâng ạ. Mày không lừa ông? Dạ vâng, con không dám lừa. Dạ. Hoàn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, ông đi đi ạ. Tiếp tục, tiếp tục. Xuống đấy ạ. Làm gì con gà nào? Mày cõng ông đi. Dạ. Cõng ông về. Dạ vâng, con cõng ông về. Mày cõng ông về. Dạ. Ông chết cắm cửa mày. Dạ thế ạ. Dạ ôi trời ơi. Dạ. Ôi dạ. Con đội ơn cụ Chánh Tổng ạ. Con đội ơn ông Chánh Tổng ạ. Dạ. Ông lên đây con cõng ông về ạ. Dạ. Mày không phải lễ phép thế. Dạ. Ôi mày lễ phép quá rồi ông chết. Dạ vâng ạ. Ôi ôi. Ông lên. Con cõng ông về nhá. Ôi. Khó quá. Dạ vâng ạ. Ôi ôi. Đáng đời lão Chánh Tổng chứ. Ông chết rồi. Trời ông ơi. À? Ông có thấy con Nguyệt đâu không? Nó đâu? Nó đâu ấy nhỉ? Nó đâu nhỉ? Hình như là tôi nghe thấy tiếng ở ngoài bờ giếng. Thế à? Ông đừng có sợ. Chết chết. Nguyệt, như vậy là tôi đã giúp gia đình Nguyệt thoát khỏi tay nhà ông Chánh Tổng. Bây giờ Nguyệt đồng ý làm vợ tôi chứ? Tôi à, em đồng ý. Ôi giời ơi, cái thằng con đạn này mày buông ngay con gái tao ra, ai cho phép mày? Cho phép anh ấy cưới con đi mà. Cưới cái gì? Ai cho phép chúng mày? Ông bà quên rồi à? Tất nhiên là ông bà phải đồng ý, vì cô Nguyệt đây đã đồng ý làm vợ của con rồi. Ông bà đừng có quên lời hứa đấy nhá. Bà thấy chưa? Bà hại tôi rồi. Hại cái gì? Ôi giời, thôi không nói nhiều nữa đi. Trời ơi! Nguyệt! Nàng đồng ý làm vợ tôi nhá!